tổng hợp những drama của Jack và KACM phần 4. Mẹ nuôi lần đầu lên tiếng. Mới đây, một tài khoản xã hội được cho là của mẹ nuôi KACM đã đăng dòng trạng thái mới đầu tiên từ scandal nổ ra. Với những lời chia sẻ như ghét nhất sự hai mặt và giả tạo, cuộc đời thà không có người bạn nào chứ không thể chơi với người hai mặt, cứ sống thế đi, quả báo luôn đến sớm. Hay không biết được ai là bạn, ai là thù. Dù không chỉ đích danh ai, nhưng giữa thời điểm nhạy cảm này thì ai cũng đoán người bị nhắm đến chính là chàng ca sĩ Jack. Bằng chứng Jack có nhận tiền xô. Bên cạnh những lời tố mẹ con KACM bóc lột sức lao động, ép Jack làm việc đến kiệt sức nhưng lại giữ hết tiền, thì mới đây hình ảnh nghi ngờ là phía công ty quản lý của mẹ con KACM chuyển khoản tiền cát xê cho mẹ ruột Jack được tung ra. Theo như tin nhắn, mẹ con của KACM đã chuyển khoản cho Jack 4 lần vào các ngày 6 tháng 6, 8 tháng 6, 12 tháng 7 và 1 tháng 9. Ngày cuối cùng chuyển khoản trong loạt ảnh trên cách đây gần 4 tháng. Điều đáng chú ý là có một bức ảnh tiết lộ cát xê đi diện của Jack nhận được trong một show tầm từ 4 đến 6 triệu đồng. Cụ thể, diễn show Hòa Bình 6 triệu, diễn show Hạ Long 4 triệu. Chưa biết đúng sai thế nào nhưng mà con số này so với danh tiếng của Jack và KACM e rằng không hợp lý. Thêm một điều bất ngờ nữa là trước đó cả Jack lẫn KACM đều chia sẻ rằng Jack không dùng Zalo, nhưng hình ảnh chụp màn hình tin nhắn lại chỉ ra Jack có dùng Zalo. Vậy ai mới là người nói dối? Trưởng FC KACM tung bằng chứng tố Jack rời công ty để thoải mái yêu. Mới đây, dân mạng lại truyền tin nhau thông tin trưởng FC KACM bất ngờ tung bằng chứng bất lợi cho Jack, tố anh rời bỏ công ty vì tình yêu. Nói có sách bách có chứng, người này còn tung một bức thư tay được cho là của một cô gái viết cho Jack với những lời lẽ mùi mẫn và đề cập đến việc Jack là ca sĩ nổi tiếng nên không được tự do yêu đương. Tuy nhiên, ngay sau đó, dân mạng đã chỉ ra loạt bằng chứng cho rằng trưởng FC này đang bị đặt vì nét chữ trên thư tình khá trùng khớp với chữ của cô. KACM tiếp tục đi diễn một mình giữa scandal với Jack. Tối ngày 24 tháng 12, KACM đã tham gia biểu diễn trong sự kiện Giáng sinh ở một trung tâm thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh. Giống như vài ngày qua, anh vẫn đi diễn một mình và chơi đàn trên nền nhạc những ca khúc hợp tác cùng Jack trước đó. Tuy nhiên, thay vì bộc lộ cảm xúc trên sân khấu, KACM lại tỏ ra thoải mái và hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn của mình. Đặc biệt, dù xuất hiện một mình nhưng anh vẫn nhận được rất nhiều sự cổ vũ từ hàng trăm khán giả. Điều này cũng thay lời chứng minh mọi scandal đều không làm mất đi sức đóng của một nam producer 9X, kể cả khi anh quyết định giữ thái độ im lặng và liên tục bị khui loạt bằng chứng gây ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân. Fan lật lại vụ mẹ nuôi quát ekip VTV giữa trường quay vì KACM. Mới đây nhất, dân mạng còn khui lại khoảnh khắc cho thấy mẹ nuôi của KACM đã bênh vực anh quá mức khi sẵn sàng đáp trả lại ekip chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ ngay trên sóng trực tiếp. Cụ thể, hồi tháng 7 vừa qua, Jack và KACM đã có buổi giao lưu tại chương trình và phải thực hiện hình phạt ăn đuông dừa vì thua thử thách. Ngay khi biết được hình phạt, mẹ nuôi của KACM đã lên tiếng phía hậu trường. Nó không thích ăn mà sao cứ ép nó ăn đuông dừa là sao? Lời nói khá lớn tiếng của mẹ nuôi KACM đã vô tình lọt vào sóng truyền hình trực tiếp và KACM lập tức mất tập trung, tỏ ra hoang mang, nhìn về phía hậu trường vài giây trước khi quay lại cuộc trò chuyện với MC. Thì nhiều khán giả khi thực hiện thử thách của chương trình KACM cũng gọi mẹ cầu cứu và nhăn mặt khó chịu, trong khi Jack lại im lặng làm theo yêu cầu chương trình từ đầu đến cuối. Virus lên tiếng. Phải nói rằng vụ việc của Jack và KACM đã thu hút được sự chú ý rất lớn của cộng đồng mạng. Và mới đây, tới cả streamer Virus cũng đã lên mạng đăng trong group của mình với nội dung: mọi người ơi, tớ post Facebook cá nhân thì không tiện, cho tớ hỏi có ai trong nhóm của đom đóm fan gì của bé Jack hay không? Bây giờ biết thăm nó thì thăm ở đâu không? Đọc nhiều thông tin bảo loạn quá mà thấy thương nó quá. Chuyện thực hư như thế nào thì không bàn tại anh quý cả hai đứa, mà tại cậu ấy có điện thoại cho anh hỏi giúp đỡ, mà đúng đợt anh đi Mỹ. Nó có nhắn trên Instagram cho anh nữa luôn, nếu ai trong nhóm biết cách tìm hiểu thông tin, xem cậu ấy đang ở đâu, tớ đến thăm được nhắn tớ nhé. Theo lời Virus, anh không quá quan tâm tới thực hư và tính drama của vụ lùm xùm lần này, vì trên cơ bản anh quý cả hai thằng em Jack lẫn KACM, mà hiện chỉ muốn tìm được Jack để tới thăm, cũng như sẵn sàng giúp đỡ cậu em mình mà thôi. Cũng theo Virus, trong khoảng thời gian anh đi Mỹ tham dự All Star, Jack đã có gọi điện, thậm chí còn nhắn tin trên Instagram để nhờ sự giúp đỡ từ phía Virus. Thế nên anh chàng đành phải nhờ vả các fan tìm ra Jack đang ở đâu để có thể tới thăm. Tuy nhiên, dường như ngay cả các fan của Jack cũng không biết rằng thần tượng của mình đang ở đâu, mà chỉ biết là đang ở viện mà thôi. Hứa Minh Đạt lên tiếng. Theo Hứa Minh Đạt thì Jack và KACM như tay phải và tay trái của nhau và cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, thử thách lẫn thành công. Chính vì mối quan hệ khăng khít giữa hai người mà Hứa Minh Đạt không muốn Jack và KACM bất hòa, mâu thuẫn.
Trên trang Facebook cá nhân, anh chia sẻ anh biết bây giờ ai cũng tổn thương và đau buồn đến phát khóc. Anh đã từng nói với các em chúng ta chỉ mới khởi động thôi, còn nhớ chứ. Nếu không được thỏa thuận này thì mình sẽ làm thỏa thuận khác, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Đáng chú ý, trong bài đăng của mình, Hứa Minh Đạt có nhắc đến việc thiết kế hình của Jack và KACM trên poster. Cụ thể, nam diễn viên cho biết KACM là tên của một tập thể rất nhiều người từ hình ảnh, thu âm, truyền thông, hòa âm phối khí, trong đó có Khánh. Nếu poster để tên là Bảo Khánh, Jack thì chúng ta mới bàn cãi. Tuy nhiên có vẻ như Hứa Minh Đạt có chút nhầm lẫn. KACM là nghệ danh riêng của Nguyễn Bảo Khánh chứ không phải là một công ty, một tập thể. Công ty chung của KACM và Jack là ICM Entertainment. Chính vì vậy, cách mà Hứa Minh Đạt nói về việc thiết kế trên poster của Jack và KACM như vậy là không đúng. Vì hiện tại trên thị trường V-pop thì ít có ca sĩ nào làm poster mà đưa nguyên cả dàn hậu kỳ đông đảo như vậy lên cả. Mặc dù lên tiếng bênh vực và muốn giải hòa cho cả KACM và Jack, nhưng Hứa Minh Đạt vẫn bị bắt bẻ vì không phân biệt giữa cá nhân và công ty. Chúng tôi vẫn đang cập nhật liên tục các thông tin liên quan về chuỗi sự việc này, nên mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh của Sài Gòn TV để nhận được thông tin mới nhất nhé!